biết á. Sáng chủ nhật yên tĩnh không mấy bạn? Đó, đây là những cái khu nhà ở gần nhà mình nè. Vô trong những cái khu nhà như vậy mà đường vẫn rất là rộng rãi nha. Rộng rãi lắm. Nhà ở đây toàn nhà lớn không à? Toàn nhà lớn không à? Nhà rất đẹp. Cái kiểu cũng xưa đó, cổ kính á, xưa. Trời năm nay mùa đông mà ấm ghê á. Không có lạnh lắm, đi thật là thoải mái vậy đó. Thường á là mình sẽ đi xà là mình sẽ đi dạo như vậy là sẽ giữ nó lại trong cái dây á, có dây à. Mà bữa nay vắng nè, mình để cho Isa nó chạy thoải mái vậy á, tung tăng vậy á, vui. Đây cái nhà này bự dễ sợ. Ghế sợn và bằng gạch đỏ nè. Các bạn để ý đi bên anh á, cây để cây lớn lắm nha. Mấy cái nhà này đẹp phải không? Đó người ta trang trí Giáng sinh đó. Phía trước treo một cái vòng. Cái vòng đón Giáng sinh đó, những cái cây Giáng sinh.
It's a apply. Ê, ê, it's a... Ở đây có cái cột đó nè, các bạn biết cái gì không? Cái đây là cái thùng thơ đó. Ai mà có thơ muốn gửi đi đâu á thì sẽ tới đây nè, bỏ vô cái thùng thơ như vậy. Bỏ vô cái thùng như vậy là sẽ có nhân viên tới lấy thơ, sẽ chuyển đi cho các bạn. Xung xuê là to dữ lắm. Cái lá rất đẹp nha, cây rất là đẹp. Mấy cái nhà cũ này mà sửa lại là sửa kinh khủng lắm đó. Sửa nhiều lắm. Sửa xong là sẽ rất đẹp các bạn. Hôm hè là mình thấy cái nhà kế bên sửa, bây giờ họ sửa xong đẹp ghê. Đó, cái nhà này là đó, họ sửa xong thấy đẹp quá trời. Tối họ bật đèn nên đẹp lắm. Mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn một ngày bình an, vui vẻ nha. Bye. Cái nhà này họ đang sửa lại nè. Mấy cái nhà cũ này mà sửa lại là
kinh khủng lắm, sữa nhiều lắm. Sửa xong là sẽ rất đẹp các bạn. Hôm hè là mình thấy cái nhà kế bên sửa, bây giờ họ sửa xong đẹp ghê. Đó, cái nhà này là đó, họ sửa xong thấy đẹp quá trời. Đến tối họ bật đèn nó đẹp lắm. Mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn một ngày bình an, vui vẻ nha. Bye.